Kính thưa ban giám khảo, kính thưa quý đại biểu cùng toàn thể các thầy cô giáo. Trong sự nghiệp trồng người, chắc hẳn mỗi chúng ta ai cũng có những kỷ niệm với học trò của mình. Bản thân tôi cũng vậy, cứ mỗi thế hệ học trò đi qua để lại biết bao kỷ niệm buồn vui. Nhưng có lẽ kỷ niệm để lại ấn tượng sâu sắc nhất mà tôi không bao giờ quên được, đó là kỷ niệm với cậu học trò đáng thương. Kỷ niệm đó thể hiện qua câu chuyện Thương lắm cậu học trò. Thưa hội thi, sau 4 năm công tác ở đảo Bình Ba, năm học 2014-2015, tôi được chuyển về công tác tại trường tiểu học Cam Phúc Bắc 2. Đây cũng là năm học đầu tiên tôi được phân công chủ nhiệm lớp 1. Từ một giáo viên chuyên dạy khối 2, nay nhận lớp 1, tôi thật sự lo lắng vì chưa có kinh nghiệm ở khối lớp đầu cấp này. Nhưng với sự động viên của các đồng nghiệp, tôi tự nhủ sẽ cố gắng và hoàn thành nhiệm vụ đầy khó khăn này. Trong những ngày đầu nhận lớp, tôi thấy các em thật hồn nhiên, đầy thân thiện và học khá sôi nổi. Nhưng riêng chỉ có một em nam ngồi gần cuối lớp thường có những biểu hiện khác biệt so với các bạn trong lớp. Đó là em Lê Trung Nghĩa. Em học chậm, ít tập trung, lại hay la hét trong lớp, thỉnh thoảng còn ngục mặt xuống bàn. Tôi còn nhớ buổi học hôm đó, cả lớp đang chăm chú lắng nghe tôi giảng bài. Bỗng em đứng dậy, la hét inh ỏi, rồi ngồi xuống, lấy thước gõ vào song cửa sổ, beng beng, khiến cho cả lớp ai cũng giật mình. Đó cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến một sự việc hết sức lạ lùng. Tôi bực mình lớn tiếng: "Nghĩa, sao em lại la lên như vậy? Em có biết cô đang giảng bài không?" Đáp lại lời nói của tôi là thái độ im lặng, rồi em ngồi tụt xuống và trốn luôn dưới gầm bàn. Lúc đó chẳng còn cách nào khác, tôi bước đến chỗ của em rồi đưa em vào chỗ ngồi ngay ngắn. Giờ ra chơi sáng hôm ấy, tôi vô tình nghe được những lời trêu chọc từ các bạn xung quanh em: "Ê, mày đừng chơi với nó." Có bạn thì chỉ trỏ: "Nghĩ khung ấy, nghĩ khung." Có bạn thì nghịch ngợm chạy tới đánh em một cái rồi bỏ chạy. Còn Nghĩa thì nằm gục mặt trên bàn không nói một lời nào. Chứng kiến sự việc, tôi nhắc nhở các em không nên trêu chọc bạn như thế. Không chỉ vậy, trong học tập, khả năng tiếp thu bài của Nghĩa cũng rất chậm. Có lần trong giờ học, sau khi tôi ôn tập kỹ càng cho các em những chữ cái ghép đôi, tôi yêu cầu: "Bạn nào có thể nhắc lại cho cô những chữ cái này nào?" Cả lớp ai ai cũng hăng hái giơ tay. Tôi gọi bạn thứ nhất, rồi bạn thứ hai, rồi đến bạn thứ ba. Sau đó tôi đưa mắt về phía Nghĩa: "Cô mời bạn Trung Nghĩa nhắc lại cho cô nào." Nghĩa đứng dậy: "Thưa cô, chữ Rồi một hàng nước mắt dàn dụa lăn trên má em. Em không thể đọc được. Sau hôm đó, sự việc cứ thế mà diễn ra. Em không nhớ nổi mặt chữ và cũng chẳng bao giờ tập trung được trong giờ học. Tôi nghĩ mình cần phải có biện pháp để giúp đỡ em tiến bộ. Thời gian trôi qua, tình thương dành cho cậu học trò Nghĩa của tôi ngày càng lớn. Mỗi ngày đến lớp, tôi thường lên kế hoạch sẽ làm gì để hôm nay nghỉ học tốt hơn, ít la hét và hạn chế ảnh hưởng đến các bạn trong lớp. Thế là vừa giảng bài, tôi vừa quan sát đến Nghĩa. Những lúc em bình tĩnh, có sự chú ý nhiều hơn thì tôi thường động viên, nói chuyện cùng với em. Để hiểu rõ hơn về Nghĩa, tôi đã quyết định đến nhà em sau giờ tan học.
chiều hôm đấy. Trên con đường nhựa chạy lên sư đoàn phòng 0377, rồi rẽ vào một con đường đất. Đến nơi, tôi nhìn thấy một căn nhà mái lá nhỏ, ọp ẹp, đơn sơ. Tôi gặp bà nội của em, ngồi tâm sự cùng bà. Bà cho tôi biết, ở nhà không ai chỉ em học. Ba của Nghĩa thì bị bệnh động kinh mức độ nhẹ, nên thỉnh thoảng cơn động kinh vừa kéo đến thường kéo đến bất ngờ, và có thể em bị di truyền từ người cha động kinh này. Còn mẹ em thì đã bỏ đi khi biết bà bị bệnh như thế. Qua lần gặp gỡ cùng bà, tôi hiểu, thông cảm và thương em nhiều hơn. Để tập cho Nghĩa có sự chú ý hơn, và tôi cũng tiện quan tâm nhắc nhở đến em, tôi đã đặt bàn cho Nghĩa ngồi riêng ngay trước bàn giáo viên. Để giúp em nhớ những chữ cái ghép đôi, tôi chuẩn bị thật nhiều tranh ảnh. Tôi hướng dẫn cho em bằng cách, với chữ W, tôi đưa lên hình ảnh một món quà. Tôi hỏi, em cho cô biết đây là gì? Em lí nhí, thưa cô, là món quà. Tôi tiếp, vậy em hãy đánh vần cho cô tiếng quà nào. Em rụt rè, quà a qua hiền quà. Vậy âm này là âm gì? Dạ âm quà ạ. Hay với chữ chờ, thì tôi lại đưa lên hình ảnh một con chó để em nhận biết. Sau đó tôi lại yêu cầu em đánh vần tiếng chó. Đánh vần xong tiếng chó thì em nhận ra được đây là âm chờ. Cứ như thế, với những âm còn lại, như âm nhờ thì tôi gắn với hình ảnh một cái nhà, hay âm thờ thì tôi gắn với hình ảnh một con thỏ, còn âm khờ tôi đưa lên hình một quả khế. Còn chữ ngờ ghép thì tôi gắn với chính tên của em, đó là Nghĩa. Với cách kết hợp tranh như vậy, mỗi ngày tôi thường đến trường sớm và gọi Nghĩa lên ôm lại những âm đôi. Sau một khoảng thời gian cũng khá dài, với giải pháp mưa dầm thấm lâu, nên dần dần em cũng đã nhớ và đọc chính xác những chữ cái trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của các bạn. Riêng tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì em đã có sự tiến bộ trong học tập. Chẳng bao lâu, Nghĩa đã đánh vần được, tự chép bài đầy đủ và tập trung hơn trong giờ học. Trong mỗi giờ sinh hoạt lớp, tôi còn khen thưởng và tuyên dương em trước lớp. Giờ chơi thì tôi khuyến khích các bạn cùng chơi chung với em. Và dần dần, Nghĩa cũng đã đón nhận tình cảm của tôi và các bạn. Sau đó tôi chuyển em xuống bàn dưới ngồi cùng với cả lớp, nhưng vẫn thường xuyên dõi theo em. Hằng ngày, tôi còn giao cho Nghĩa phát vở để em có thể nhớ tên của các bạn và em sẽ cảm nhận mình cũng bình thường như bao bạn khác. Cuối năm học, kết quả học tập của Nghĩa tuy không cao nhưng có sự tiến bộ rõ rệt. Đó chính là niềm vui, là món quà đặc biệt mà tôi có được từ cậu học trò đáng thương này. Quý đồng nghiệp thân mến, câu chuyện của tôi vừa chia sẻ trên đây là những điều hết sức giản dị diễn ra trên lớp học, nhưng đó là cả một sự cố gắng, nỗ lực của chính bản thân tôi để giúp đỡ em từ một cậu học trò học chậm, có những biểu hiện lạ, bị phân biệt, đối xử, nay đã học tập tiến bộ hơn, hòa đồng hơn và có ý thức hơn. Vâng, thưa quý thầy cô, dạy dỗ uốn nắn học sinh không chỉ đơn thuần ở trên lớp, đó còn là những trăn trở về học sinh chưa ngoan. Đó là những lúc ta trao đổi, gặp gỡ với phụ huynh, là những lúc ta phân vân tìm giải pháp để uốn nắn các em. Hạnh phúc thật sự đến với ta khi chính chúng ta là những người quan tâm giáo dục các em bằng trái tim của một người mẹ, người bạn đồng hành để các em vượt qua khó khăn. Câu chuyện của tôi kể đã khép lại, nhưng tôi muốn nhắn gửi đến các bạn đồng nghiệp một thông điệp. Người thầy không chỉ cần chuyên môn tốt và năng lực giỏi,
để đào tạo nên những con người tài năng. Người thầy cần trái tim của một người mẹ, đủ kiên nhẫn, thừa bao dung và chan chứa yêu thương với đàn con nhỏ. Có như thế mới có thể đi trọn đời với nghiệp trồng người gian nan. Câu chuyện của tôi kể đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã lắng nghe.